Ok, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đến với channel của mình. Mình là NHT Waterbot. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ làm một cái video gameplay có liên quan đến những cái con robot đã từng là một thời tung hoành trên chiến trường. Đấy, nó đã có một cái thời gian rất là bá chủ trên cái server Waterbot. Đấy, chúng ta còn lần lượt là Fafnir, Surat và Titan là Ether. Đấy, thì đây là những con robot và Titan đã có một cái thời đại meta vô cùng là mạnh mẽ luôn anh em à. Đấy, vào cái thời kỳ của những con robot này á, thì hầu như là bất kỳ pro player nào họ chỉ cần họ xài cái con robot này thôi là họ sẽ bài top rất là cao anh em ạ. Đây phát nè, ngay lúc nó mới ra rất là bá nha. Đây Seraph không kém cạnh nha. Đó, Titan này cũng rất là bá luôn nè. Đấy, cho nên là bây giờ họ đã nerf tụi nó lại rồi. Đấy, cho nên cho video ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video gameplay của những cái con robot này ở thời điểm hiện tại, xem rằng là nó có mạnh hay không nha. Ok, thì để cho dễ làm video hơn, mình đã hạ xuống một cái mức gần thấp hơn một chút để cho nó dễ chơi hơn nha. Ok, còn bây giờ mình sẽ vào trận chiến luôn nha anh em. Và ok, sau đây là trận đầu tiên. Đây là bản đồ Canyon. Bây giờ mình sẽ xuất con Surat ra đầu, vì mình đang cho nó sử dụng hai khẩu, đó chính là Stellar Risma. Thì đây là vũ khí bắn tầm xa tới 1100m lận, cho nên mình sẽ cho cái con Surat này làm robot da đầu tiên của mình nha. Đấy, anh em cũng đã xem lúc nãy mình có review á, thì Surat của mình chỉ ở mức cái level 10 thôi, chưa có nâng lên level cao, cho nên nó có thể nó sẽ không có quá mạnh đâu. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ bay mình tìm người tấn công anh em ạ. Đấy, ở đây có một bạn mình đang nhắm đến nè. Đấy, dính gốc đào anh em ạ. Sao ui, sẽ nắp sao khiên của bạn Aerobus, và mình sẽ sửa chữa cái lượng đồ bền lên. Đấy, thì bị bắn khá là đau anh em ạ. Hiện tại ở cái nhà mình đang có hai con Aerobus. Đấy, bên cánh bên tay phải này có con Scorpion và con Harpy. Ui, nào. Ê, Surat đi cũng khá là nhanh anh em ạ. Tính em bùa nữa thì đi rất là nhanh nha. Ok, giờ sẽ chờ anh em ạ. Đấy, bay lên tấn công nè. Không có mục tiêu nào tấn công được luôn. Nắp hết luôn à. Ui rồi. Đấy, thì video ngày hôm nay chủ yếu mình chỉ là làm về con Surat gameplay này, rồi Fafnir, rồi con Titan Ether, chủ yếu là như vậy nha. Đấy, còn anh em nào muốn mình làm thêm về những con khác thì anh em cứ comment bên dưới. Đấy, con nào mình có thì mình sẽ làm, còn chưa có thì khi nào có làm. Đấy, còn những cái con nào mà mình có làm rồi mà anh em không biết thì anh em vào kênh mình anh em xem nha. Đấy, có thể là những cái con khác mình có làm rồi mà anh em chưa xem thôi. Đấy, ok, giờ đứng nhà thôi chứ Surat mình không cận chiến được, vì vũ khí Prisma nó sẽ giảm sát thương dần khi mà chúng ta tiếp cận đến team đỏ. Nghĩa là nếu chúng ta đứng ở khoảng cách càng xa thì Prisma sẽ gây thương càng cao. Đó, cho nên phải giữ khoảng cách là xa ra, chứ cận chiến nó yếu lắm anh em. À, đây có một bạn gì nè. Nào, ok, một mạng đầu. Hai bạn Airbus vẫn còn ở cái nhà mình này. Ok, đấy thì khi nào Surat chết đi thì mình mới xuất cái con tiếp theo ra nha. Chứ mình mà tự hủy Surat thì sẽ bị cho team bạn feed mạng. Ok, nào, đúng rồi, đây là con Mender.
Commander hồi máu xám. Ôi ôi, không sao. Đây có con Airbus. Khá là nhiều người chơi xài Airbus. Đó có mò kìa. Đây ok thì bay lên mới được. Đấy giờ cứ bay lên kiếm người mà bắn thôi. Này mà ở đây có Airbus này. Risma mình chỉ mới một cái hai thôi cho nên bắn không ra lắm đâu. À, sao mình bắn không mất máu ta? Khiên của Airbus cứng vãi luôn nè. Có thể là do chơi module tăng độ bền khiên hoặc là kỹ năng ta lái gì đó chứ. Risma này sấy phải nát được cái khiên đó chứ. Đây có bài hù luchador với cái bộ loa ứng bản nha. Ok. Scorpion. Tình hình thì team bạn dành nhiều mạng hơn rồi. Mình thì mình cũng chả là kèo nổi đâu anh em à. Tại vì đang xài mấy con này thì mình không có chơi lại. Chủ yếu là mình làm về gameplay của tụi nó thôi. Khi nào mình có những con này cấp độ cao hơn thì mình mới có thể gánh cho team được. Chứ bây giờ thì chủ yếu là làm cho có chứ cũng không có làm được gì đâu anh em ơi. Ôi đau 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 đau. Ôi đau đau. Ui 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 ui. Đau 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 đau. Ây ây. Ôi còn ít máu quá, còn ít máu quá. Cũng may là mình có cái module Repair Amphibious chứ không mà đi rồi anh em à. Bên đầu bên tay trái mình có một bạn Skyros đang lên nha. Đấy tìm bạn cứ núp thôi. Không có ai lên chơi hết. Nào nào nào. Đây đây đây. Cái con Freedom Skyros đây đi. Ủa định bạn ấy định lên máy tiêu diệt Airbus của team mình và Airbus đã nhanh tay kích hoạt cái homing back out. Ok giờ thì bay lên chơi này. Đúng rồi. Bắn đào lắm. Tàu mẹ hiện tại mình đang sử dụng nó là cái tàu mẹ Thor và dành riêng cho những anh em nào mà chưa biết á thì Warbot đang có một cái cập nhật sắp tới thì họ sẽ nếp một vài cái tàu mẹ anh em ạ và bóp sức mạnh cho tàu mẹ thì tàu mẹ bị nếp đó chính là Orion và Nocturne. Đấy thì Orion họ nếp cái gì, họ nếp cái tăng sát thương lên con Titan. Ví dụ chúng ta có một cái tàu mẹ đó thì chúng ta sẽ gây 220% sát thương lên Titan thì bây giờ nó giảm xuống còn 170 mấy thôi đó. Còn về phần của Nocturne á thì họ nếp ví dụ như chúng ta kích hoạt khiên Aegis của cái tàu mẹ á thì khi nào cái khiên nó bị phá thì thôi chứ không là nó sẽ không bao giờ biến mất. Còn bây giờ chỉ sau 20 giây mà không ai tấn công thì cái khiên đó cũng như là cái khiên nó còn tồn tại đi chăng nữa thì nó cũng sẽ tự động mất anh em à. Trời ơi, pha nãy mình vừa mới đi con Aether xong quá nhanh, sẽ lên pháp nghiệp đó chơi thì họ nét vậy cũng bình thường thôi anh em à. Vì cơ bản thì khiên của Nocturne nó cũng không có dày bằng con Paladin với con cái khiên nó chỉ đỡ được có 1-2 giây là cùng anh em à, chứ không tới 20 giây đâu. Nhưng mà riêng những cái con nào mà xài khiên áp sát như con Mo hay là Typhon gì đó thì sẽ có một cái xu hướng lối chơi là kích thật là nhiều khiên tàu mẹ. Bởi vì khi mà anh em chưa phá được cái khiên áp sát của cái con robot đó thì cái khiên tàu mẹ nó vẫn còn ẩn sau cái lớp khiên đó. Nghĩa là ví dụ anh em kích hoạt tàu mẹ được 5-6 lần gì đó và anh em có một khoảng độ bền tàu mẹ nhất định là 600-800 nghìn thì anh em phải phá cái khiên ấp sát của những cái con robot có khiên giết đó thì anh em mới tấn công được cái máu của tàu mẹ. Thì bây giờ
Nếu như anh em không tấn công được cái đá áp sát đó thì chỉ còn chờ khoảng 20 giây thì cái kia nó cũng sẽ biến mất thôi. Đấy thì họ đã ép Knockline rồi. Và Orange luôn để mà nhường chỗ lại cho cái tàu mẹ mới là Q trong cái bản Death Server họ có ra, mình đã có review rồi. Anh em nào chưa xem thì vào xem. Đấy. Còn về phần tàu mẹ được bóp á thì là tàu mẹ Frozen Scorn, vì mình cảm thấy thì cũng đúng anh em à. Frozen Scorn mặc dù là một cái tàu mẹ ra sao những cái con tàu mẹ như kiểu Orange nhưng mà lại quá yếu anh em, yếu siêu yếu luôn anh em ơi. Nó chỉ có cái khả năng là hỗ trợ hiệu ứng làm chậm với siêu đốt thôi. Về cái phần mà gây sát thương thì nó không có là quá mạnh anh em à. Đấy, cho nên là họ business họ đã tăng thời gian làm chậm cũng như là cái thời gian hiệu đốt lên thêm 1 giây nữa. Đó, để mà có thể cho Frozen Scorn nó ngang ngang với những con tàu mẹ khác. Đấy. Còn về phần tháp pháo á thì cái tháp pháo tạo khiên với cái tháp pháo tấn công bật tím với bật xám thì nó đã bị nép rồi. Đấy, nó nép cái ví dụ tháp pháo tấn công thì họ nép cái sát thương, còn cái tháp pháo tạo khiên thì họ nép cái độ bền và cái thời gian tồn tại của nó cũng chỉ có 20 giây thôi. Đấy thì đó chỉ là thông tin mà Warbot sẽ rò rỉ ra, đó chính là cái thông tin mà về cái bản tiếp theo trong cái Super Test họ sẽ nét cái tàu mẹ xuống, còn trong bản thì có nét không thì mình không biết. Ok thì trận chiến đã kết thúc đây rồi nha anh em. Ok, tiếp theo đây là một cái map rộng nữa rồi, đây là map Springfell. Vậy thì mình sẽ tiếp tục xuất Serap thôi anh em ạ. Đấy, Serap ra đầu nha. Ok. Giờ thì mình sẽ ở nhà mình hỗ trợ cho team thôi. Cái chất robot của mình nó không có cao, không có level mạnh, cho nên mình không thể nào mà gánh team được rồi. Mình chỉ support thôi anh em ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đánh giá nha. Thì theo những gì mình đánh giá được thì Strat nó sẽ được cái thang điểm 10 về cái mặt đẹp anh em ạ. Đấy, cái hiệu ứng của nó rất là đẹp luôn. Anh em nhìn cái hiệu ứng bung cánh của nó ra anh em sẽ thấy là nó siêu đẹp anh em ạ. Đấy, để bây giờ mình sẽ bay lên hơn một lần nữa mình cho anh em xem nhé. Đấy, hiệu ứng của con Strat này nó có một cái màu xanh của Fox với một cái hiệu ứng nhiều cánh dang rộng ra. Đấy, nó rất là đẹp nha. Ngay bên cạnh đó thì tốc độ bay của Serap cũng khá là nhanh. Thế như chúng ta sử dụng tay lái là Victoria B. Đó. Thì Serap thì nó cũng là một con siêu bá vào lúc nó mới ra này mà. Đấy, siêu bá luôn. Bay nhanh hơn cả bây giờ nữa anh em ạ. Và cái thời meta của Serap, Anno Serap và cái DK ấy, thì nó cũng đã qua rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ vẫn còn rất là nhiều người chơi họ sử dụng Serap nha anh em. Ok. Thì bây giờ mình cứ ở nhà mình bắn thôi anh em à. Cũng chả làm gì đâu. Serap thì nó có cái khả năng là tấn công Fog Field của nó có cái Aberration. Thì cái Aberration này thì cho phép nó gây sát thương nhiều hay là nhiều lên Titan. Đấy, Aberration này sẽ có một cái phạm vi kích hoạt, đó là cái phạm vi là 500m, nghĩa là vòng 500m thì vũ khí tích hợp của con Serap nó mới tấn công được anh em ạ. Đấy, và cái vũ khí này nó có một cái điểm mạnh, đó là nếu như trước mặt anh em có càng nhiều mục tiêu, những kiểu như là đa mục tiêu ở gần nhau á, thì anh em sẽ có thể tấn công được đa mục tiêu tương tự như cái khẩu Gargantuan và Barantuan vậy đó. Vì nó có tính năng là tấn công tất cả mục tiêu mà nó có thể nhìn thấy. Đấy, còn về cái phần mà robot tàng hình á, thì chỉ cần anh em tấn công một mục tiêu không tàng hình mà xung quanh nó có robot tàng hình thì Fog Field sẽ tự động, à không, Aberration sẽ tự động tấn công robot tàng hình đó luôn. Còn nếu như trước anh em chỉ có một mình robot tàng hình thôi thì anh em sẽ không tấn công nó được nha. Đấy, thì những gì mình cảm thấy thì Serap là cái con sống dài nhất trong trận rồi cũng như trận này anh em ạ. Đấy,
Slap thì vì lý do là mình lắp cho nó khẩu Prisma, mình cho nên mình chỉ ở cái nhà ra mình làm sniper. Còn nếu như đem so với con Fafnir thì chúng ta phải lên cận chiến đủ tầm khoảng 350m thì chúng ta mới có thể tấn công được, cho nên sẽ dễ chết hơn so với Slap. Đấy, cái hiệu ứng Fafnir nó vô cùng đẹp luôn anh em nè. Đấy, chưa kể đến này, cái con Anno Slap nó còn đẹp nữa. Thì mình cũng có một con Anno Slap, nhưng mà mình vẫn đang phân vân là không biết có nên đầu tư nâng nó lên hay không. Mình định cho Slap xài hai khẩu Bincher. Còn nếu anh em là có combo khác mạnh hơn, hay là anh em có đồng ý với việc mà mình nâng Slap lên mình chơi hay không, thì anh em comment bên dưới nha. Đấy, thì mình cảm thấy Slap mặc dù là nó mạnh thật, nhưng mà vì mình hạ găng cho nên nó vậy thôi anh em ạ. Chứ găng cao là nó sẽ gặp nhiều resist lắm anh em ạ. Chỉ cần bay lên mà không để ý thì resist tấn công anh em. Còn không thì anh em phải chơi một con Slap bay siêu nhanh, nhanh đến mức độ mà resist nó không tấn công kịp. Và bên cạnh đó anh em phải miễn nhiễm với cái hiệu ứng là khóa chân. Vì nếu anh em bị khóa chân trên không trung thì anh em dễ ngủm lắm. Hoặc là anh em xài phải ship. Ok, trên hình thì trên mạng giành được khá là nhiều mạng nha. Để có clan god nè. Bên mình thì cũng khá là nhiều người chơi mạnh đấy. Mình chắc đứng đáy xa hậu anh em à. Thì xài boss này không lên răng, ủa không lên được cái xếp hạng cao trong nhóm rồi. Giờ mình sẽ leo lên trên đây để Slap sắp vượt qua được 5 phút đầu nhờ cái việc là nắp ở nhà cấu rỉa cho vui nè. Đấy, Prisma này mình đánh giá thì Prisma này đây, cái hiệu ứng laser của nó khá là đẹp anh em, mà cái hiệu ứng âm thanh bắn khá là phê. Đấy, cái vũ khí nhìn rất là đẹp luôn. Và tiếp theo, trong sau khi mình đã làm một cái video này rồi á, thì mình có dự tính là sẽ làm một cái video tiếp theo nữa về cái con Titan Sport. Thì mình định làm một trong ba con Titan, đó là Heimerdall, Nordens và Sirius. Thì anh em muốn làm về con nào thì anh em comment. Hoặc là nếu như anh em nào muốn mình làm cả ba thì anh em comment tên của ba con Titan đó và bảo là mình phải làm về ba con đó đi thì mình sẽ làm nha. Đấy, còn không thì anh em muốn mình làm về con robot hay Titan hay là modem vũ khí setup gì đó, anh em cứ comment mình sẽ làm cho anh em. Còn ví dụ anh em có một robot và anh em muốn trang bị cho nó những cái setup gì mạnh á thì anh em cứ hỏi mình, hoặc là anh em thế lên mạng anh em tìm hiểu cũng được. Đấy, thì anh em chỉ cần hỏi thôi, mình biết thì mình sẽ trả lời cho anh em nha. Đấy, ok, giờ mình cứ lên đây để tự hủy con Slap để mình ra Fafnir với Aether để có cửa cho tụi nó diễn anh em, mà chứ không thì video này thành video của Slap luôn rồi. À, ui, cái Forfeit mình để ý thì nó bể rất là nhanh luôn, nó nứt rất là nhanh luôn. Cái này là độ bền của cái Forfeit. Ở đây có con Luchador này. Cái Forfeit này thì khác so với Nether với Lilith, thì con này là Forfeit lời đầu mà anh em. Forfeit chỉ có tác dụng khi bay và khi đáp đất thì mất Forfeit. Còn về mặt của Lilith với Nether thì Forfeit tồn tại vĩnh viễn trên cơ thể của nó luôn. Đấy, nó chỉ bị mất khi nào mà robot bị nhận quá nhiều sát thương, và chỉ sau một khoảng thời gian thì nó sẽ ngay lập tức được khôi phục trở lại đó, chứ nó không giống như Slap thì phải bay là mới có nha. Hiện tại mình đang ra con Fafnir, Freedom Fafnir cùng với cái bộ vũ khí đó là Sinister Pulso. Thì đây là cái khẩu vũ khí có khả năng gây lockdown cái địch, có thể khiến cho cái địch bị bất động. Đấy, ok, bây giờ thì nào lên chơi cái con Baihu Luchador này. Mặc dù là vũ khí mà cả hai mà bắn không có thấm miếng nào luôn anh em xem này. Ui đi pháp đi, bây giờ chỉ đi cống mạng thôi chứ làm được cái gì nữa.
Ok, bây giờ mình đã ra con Aether. Đây là con Titan meta của vài mùa trước rồi, khoảng 3-4 mùa gì trước rồi, khá là lâu rồi. Đấy, ui rồi, ui, 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 chơi, 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 chơi. Ăn hai trái tên lửa thôi mà. Ủa, ừ, ăn hai băng đạn từ một bản thôi mà. Nào, for field đỡ đạn nào, ui, ui. Ui, ui, đau vậy. Đó là một bạn Saranga với ba khẩu Zimeblava. Ôi rồi, bạn đào đấy. Nào lên nào, lên nào. Cái bạn Clan God này ở đây à? Kệ mình ấy. Đấy, Titan Muzumet này, Zimmy Muzumet. Kế bên mình có con Kraken Intra với cái bộ loa ấn bản Stellar. Nào, tiêu diệt Muzumet nào. Đúng rồi, Titan Slayer. Bây giờ mình sẽ kích hoạt cái tầm mẹ thò lên cái con Titan Saranga. Cho bạn ấy dính cái hiệu ứng làm chậm và đứng trong cái phạm vi của tầm mẹ nha. Có tầm mẹ nhưng mà bắn chả ăn thua luôn kìa. Bạn này mạnh thật sự anh em ạ. Ui 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 ui. Ui. Đau 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 đau. Đau đây đau đây. Bắn đau đây. Ui. Đau đau đau. Đừng có bắn nữa. Mình đang đi lên trên cứ nhà của team bạn mà mình lại nói là team bạn đừng bắn mình. Chắc team bạn có nghe được lời nói của mình. Ui ui đau đau quá. Đau thì cũng chả làm được gì anh em nè. Dù sao thì video này là làm về con Seraph, Fafnir và Aether. Cho nên ba con nó chết rồi thì cũng hết video từ đây rồi. Rồi ok, trận chiến này kết thúc luôn rồi. Ok. Ok thì sao một hai trận gameplay á về con Seraph, Fafnir và Titan là Aether thì mình có một cái chút nhận xét thì con Seraph ở hiện tại chơi cũng còn ổn nha anh em. Còn con Fafnir thì anh em phải lên đồ và anh em phải có cái gì lối chơi khá là phù hợp, cũng như là nó phải có đòi hỏi trình độ cao, setup phải ngon thì mới mạnh được. Còn Seraph thì anh em có thể xài những gì mình cũng được này. Còn con Titan Aether thì mình đánh giá nó cũng không yếu đâu anh em à. Đấy, chỉ tiếc là mình chưa nâng Aether lên thôi, chứ nếu nâng lên thì nó sẽ mạnh nha. Setup mình đang xài cho con Aether đó chính là con ủa, đó chính là cái khẩu làm mù. Cái bộ làm mù là hai khẩu gì nhỉ, Dancer và một khẩu Lantern. Đấy, còn Fafnir thì mình trang bị bộ Lockdown. Còn Seraph thì mình trang bị Prisma. Đó, thì mình nhận xét thì Seraph ngon. Ok, thì sau đây mình xin tạm biệt tất cả anh em. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video. Anh em nhớ đây là một like và subscribe cho kênh của mình nha.